Anh em hãy cho một like để ủng hộ chủ nick nào. Hy vọng những điều may mắn nào. Ui, 35.000 tỷ. 5 vòng sự kiện anh em ạ. Ô, thằng editor là phải xem lại. 5 vòng sự kiện. 5 vòng sự kiện là khiếp đấy chứ. 5 vòng, 5 vòng. 5 vòng sự kiện anh em ơi. 5 vòng full sự kiện hay là 5 vòng sự kiện? 5 vòng full sự kiện. Thế là 30 triệu. 5 vòng là 7 triệu 2 nhân lên 36 triệu. 36 triệu. Đấy. Thằng editor. Mà editor nghe cái câu này phải nhảy lên màn hình để cho anh em người ta hiểu chuyện. Ok. Và như vậy là mở được khoảng đâu đấy là 9.000 tỷ BP tươi. Cỡ đó đã. Đã thế mở luôn gói ngon. Đã thế mở luôn gói ngon. Ờ thế mà. Gói cuối luôn, chấm công luôn. Ra 5 con min. Đùa đó anh em ơi, người ta đã cống hiến cho kênh 5 vòng. Vâng, 5 vòng. Mà anh em lại cứ ngồi kêu chê. Đùa. Tinh thần cộng đồng một tí xem nào. Like video để mở hên nào. 5 gói này mở ra khoảng 3.000 tỷ là có lãi. Đấy. Mở ra tầm độ 2.000 tỷ thì là mức trung bình. Đấy. Hơn nữa thì không nói làm gì rồi. À 4 gói. Đếm nhẩm. 5 vòng sự kiện nhưng mà chỉ có 4 gói này thôi. Vì sự kiện đầu nó chọn gói khác. Đây rồi, Dark Lead. Dark Lead là tên đầu. Dark Lead là được 5 lít à? 6 lít. Được. Dark Lead già phủi bụi luôn. Đá ngon. Ăn mừng quả trứng. Hả? Ăn mừng quả trứng. Đúng rồi. Người Pháp. CF. Ngon. Ờ đẹp mê, lại Cantona. Không đủ Benzema à? Benzema là ST đúng không? Thôi Cantona cũng được. Rồi, Cantona nhảy ác quá ông ơi. Thế bây giờ người Pháp cam nhỉ? Người Pháp cam. Chelsea đi rồi à? Thằng nào không thấy Tuấn Anh Martinelli lên trêu tôi. Ồ, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha mà cam. Silva phôi. Thôi nhưng mà thôi cũng được. Chỉ số to à. Ít ra còn có giá trị sử dụng. Lại mở 3 gói, 1 Dark Lead, 1 Cantona, 1 Silva. Toàn top trên cả. Thế mà bảo mở lỏ. Này mở lỏ anh em ạ. Thảo. Các ông yêu cầu cao quá. Mà có Silva này hình như chân 52. Con này thì không dùng được. Nhưng mà phôi của nó là cũng được đấy chứ. Tính tiền phôi cũng được rồi. Anh 7 à, anh 7 không đá cho Barca. Cờ bồ giờ đúc. Không đá Barca. Hà Lan ST. Ủi Baten à. Baten hay là Nisenroy. Baten 1.000. Nó mở thế chứ. Ừ. Tôi thấy cái ông lạ ghê. Mặc dù con này thì tôi cũng đéo dùng. Nhưng mà giá 1.000. Chả hiểu cái ông chê cái gì. Hay là cái ông đòi phải là giá thủ môn. Hay là cái ông đòi giá thủ môn à. Mở cái này còn chê. Rồi mở có 4 gói. Baten, Cantona, Dark Lead, Silva. 3.000. 4 gói 3.000 tỷ. Mới đòi gì. Rồi bây giờ chúng ta mở tiếp 5 gói lại. Cứ gói to mà. Kênh truyền thống kênh. Mở. Cái gói này để mốc là hơi lỏ này. Nên dám để cái mốc này hơi thấp. Back to back rồi. Người Pháp ST. Ô. Ta-da. Ô. Cái đẹp. Man. Cá chê. Bịp chịu được.
Được cái phôi anh em ạ. SND Thanh Tú gửi 5.000 lớp su baby. Không có gì bất ngờ anh Bình. Cứ tưởng Benzema. Nhảy nhót kìa. Cay thật. Bị phích giá lại chứ. Đã min rồi còn phích giá. Mà BK Mocap à, BTB. Lại tiếp tục là BTB. Đây rồi ờ. PP 200 BP. PP 250 nhỉ. 290 300. PP này là top 70 rồi. Đấy, lúc nãy mà mở ra, mở cái gói top 70 mà ra con PP anh em chê cũng được. Vì nó là top cuối. Thế bây giờ thì mở Silva cũng chê. Mở tiếp ạ. Mở. Nếu mà là mùa cáp thì cờ Ba Lan gì đó. Đây đẹp. Mùa cáp thật. Ui cờ Tây Ban Nha. CB Ramos. Ramos nào. Cài đẹp. Miên Min Apli Sueta. Min anh em ạ. Gói này toàn min thôi. Gói này mở ra toàn min. Cả dán phích tỷ lệ. Nào. SND Thanh Tú gửi 5.000 lớp su baby. Chiến thần đồng hành. Mấy cái gói mà cứ chỉ số cộng này nó toàn thế mà. Ơ tôi chỉ cốp. Tôi chỉ cốp một cáp. Min. Min anh em ạ. Thoát min à. Mở cái thoát min à. Thoát min à. Thoát min nào. Lại là back to back. Cavani, thoát min. Hơn min một tí đây anh em ạ. Mãi mới được một gói. Và Cavani đấy là thôi, chấm công cũng được. Bây giờ anh em mình có mở gói này. Ông Cavani thì bóp quay thàm quá. Giả tiếp bu cài vào đây rồi. 102. 304. 102 Chelsea Tây Ban Nha FT Torres 3 lít à? Torres được 2 lít rưỡi. Thôi thoát lại con bơ tí cũng là vui à? Thoát lại con bơ tí là cũng vui rồi anh ạ. Mở Rock 3 của tôi đâu? Lại Tây Ban Nha, lại Torres, vẽ nổi. Double Torres rồi anh em ơi. Rogba, Zola đâu rồi? Rogba, Zola, Lampard. Trung Nguyễn gửi 10.000 lớp su baby. Vừa sắp kênh xong, y cho hỏi đổi tên Westcon kiểu gì để nó hiển thị dài dài với ạ. Lần đầu donate mặt cười. Cảm ơn Trung Nguyễn, lại C3 là bằng nhau. Mấy gói kia mở ồn nhé. Tú ở tham gia vai trò chỉ đạo à? Cũng được. Tú thích thì đi chơi. Tú có nick nào xuất ruột à? Steven Gerrard min mất. Liverpool hình như cái giá nó rẻ hơn so với CSA đúng không anh? Đúng rồi. Liverpool rẻ. Liverpool ra trước một năm mà. Anh em vào cái cài đặt rescan anh em đổi tên được mà. Lại là Liverpool. Lại là Zira. Hai Torres, một Seva. Hai Zira anh em ạ. Zira, Torres đi cùng nhau. Có đôi có cặp. Stephen Zira. Nó có Zira này đáng ngon. Zira đáng ngon anh em ạ. Rồi quán này mở ôn nhỉ. Gì mà không mở. Ow.
Anthony vào sân. Anthony vào sân là lúc tôi mở ra Gullit. Mà Lindelof người tươi thế. Goretzka. Em chỉ cần không được. Anthony vào rồi kìa anh Bình ơi. New Gen này này, New Gen mở ra hổ lùn cái ngon này. MU đang thắng này. MU đang thắng này, mở ra hổ lùn ngon này, không mở ra Van der Ven này, bán cho em Hưng Béo này. Mà đẹp. Hôm qua đường hầm nó vứt đi rồi anh em ơi. 4 con mìn. 6 gói 98. 6 gói 98. Mà Hà Lan. Ui Hà Lan CM. Right cap. Đó. Không, tên này mở cũng không tệ lắm. Gói 98 thì mở có mỗi con Lemina là min thôi. Mấy con kia cũng là đều được đấy chứ. Mỗi tội bị phích giá. Icon 109. Gói này là hay mở ra kiểu Owen với lại là các thứ lắm này. Nhưng mà tôi sẽ mở dô béo cho nó khác đi. Icon 109. Tú ơi là Tú ơi. Brazil. À Cantona mất giờ. Hôm nay có duyên. À Hungry, Hungry. Hungry chứ không phải Cantona. Đớp 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 đớp. 5 gói cũng đớp được 1 gói anh em ạ. Hungry là hơn 1 lít. Ra hero là đẹp. Gói này chỉ cần ra hero là đẹp. Hero. RB back to back lại còn người Ý. Zamrota. Đéo được Zamrota mới cày chứ. The Chiglio. Cốc. Ồ, vứt đi hết. Vứt đi hết anh em ạ. Rô béo, rô béo, rô béo, rô béo, rô béo. Rô béo, rô béo, rô béo, rô béo, rô béo. Cơ bờ ra gì rồi. Cơ bờ ra gì đấy. ST, ST. Bú. Tôi nói rồi. Hai con dô béo luôn. Không anh em, chỉ được một. SND Thanh Tú gửi 5.000 lớp su bay bê. Chụp hình anh em. Ăn trứng mở thẻ. Thế đấy. Quá uy tín luôn. Chụp hình anh em ơi. Cho anh cái hình. Đây để anh bĩu môi làm hình. Tên này còn mở được 3 lách. 3 lách là top 2 hay top 3. Zico hơn 1 lít, Neta hơn 1 lít, Zidane hơn 1 lít. Trong đám này là trong top 10 hết anh em ạ. 5 con này đều trong top 10. Nào, gói MU nào. Gói MU mà tôi không thích PC. Gói này ra Beckham. Bobby Charlton. Giọng bét rồi anh em ạ. Giọng bét thì chỉ số to nhưng mà giá thấp. Xịt. Chỉ số to nhưng lại giá thấp. Ra Percy thật. Hai con V gión. Ui. Ba con min. Xịt. Không có mặt Percy luôn. Trời. Gói này cần MU mà. Nó phải ra MU chứ sao. Thôi gói này thì mở nhanh thôi. Gói này gói ôn. Gói ôn thì không hy vọng gì. Vớ vẩn. Đây. Đây. Mở 24 gói nhá. 24 gói. Kẹp tí rác đã. 24 gói. Liệu ra con gì? LBS Italia. Ui mẹ LB có phải đớp không? LB có phải đớp không? LB được 6 lít.
Mình sẽ mở cái gói mà anh em vote nãy giờ. Cái 103 kênh này cứ gói ngon mở trước. Anh em chọn thử cái kèo xem nào, xem là Hiển Linh nào. Ông nào mà dự đoán đúng tặng các Gazina 1 lít. Thế à? Ông nào dự đoán đúng? Ủa? Nakata. Tôi nói phép anh em đấy, tôi làm gì có tiền mà cho. Tôi nói phép thế thôi, ý rằng có mẹ rất gửi 5.000 lớp su baby. Rộng quá anh, lương 30. Hideo Shinakata. Rất nhiệt tình luôn, cái lúc mà kêu gọi anh em like video các thứ thì ui, làm sao mà không thấy nút like nhỉ? Rồi ui, sao mà đăng ký không bấm hội viên được, trái thanh toán được. Thế mà bảo có cái thẻ 1 lít gái, ui dồi ôi, anh em thế, anh em đối xử với tôi thế đấy. Anh em đối xử thế đấy. Mà đây rồi, người Pháp Benzema rồi. Benzema, ui dồi, cũng bố. Cũng bố. Rồi có ông Minh Hải đoán đúng này. Minh Hải ơi, cảm ơn Minh Hải đã tin tưởng nha. Tên Minh Hải công nhận đẹp thật đấy. Hải là biển, Minh là ánh sáng đúng không? Minh Hải, Minh Hải đó là sáng biển. Sáng biển là biến xả. Nếu mà em không ngại thì em đọc số điện thoại phát anh chuyển cho em 1 lít qua Momo luôn. Trời ơi, tôi ngồi tôi nói cả buổi chỉ có anh em gọi là cái gì, là thằng nào ngon hơn đấy. Bảo anh em like video chả thấy đâu, bảo anh em đăng ký hội viên kênh chả thấy đâu. Bảo là ai đoán đúng tặng 1 lít phát ủi comment rầm rầm. Mọi người đối xử với tôi thế đó. Chắc là tôi phải tặng quà thường xuyên mới được. Tên này tận 4 gói cơ anh em ạ. Trao quà có mà vỡ mỏ mà. Sức đầu cháo. Nào 4 gói nhá. Chú Tư nào. Chú Tư nào. Chú Văn Tư. Ừ, lạc luôn rồi. Lạc luôn rồi. Eto, Eto 8 lít. Giấu tên gửi 10.000. Cái đẹp mẹ, nó là đéo Eto. Ôi mọi tin. Nó lại ra chú chó anh em ạ. Nhưng mà thôi. Nhưng mà gói này ra con chú chó cũng là ổn rồi mà. 2 lít Lampard 1 lít rưỡi. Ôi vô tông hèn 1 lít. Percy có 80 á. Percy lắm nha, Percy gần min mẹ. Toàn phôi à. Em đoán đúng xin 1 lít. Người Anh. Ôi Oscar. Oscar min. Đấy, cái gói này nó lỏ hơn cái gói 99 kìa. Vinh Nhất, yeah. Mở ra Vinh Nhất với lại Hà Lan Nunes này mẹ kinh nhỉ. Mà Rudiger là cũng kinh khủng tởm này. Cờ Đức. Ui CM. Đức CM anh em ạ. Musiala thôi cũng được. Musiala gói này là cũng kinh rồi đấy. Musiala gói này là thuộc dạng là cũng đâu đấy tầm top 20, top 30 rồi. Top 20. Gói này Musiala chắc phải top 20. Rác là nhiều lắm. Rác nhiều lắm anh em ạ. Từng đây là 1.000 gói rác này. 1.200 này. 1.500 này. Còn khoảng 2.500 gói rác nữa. Đấy tính ra tơ này mở Benzema bú nha. Dô béo là quá bú nha. Đấy Cavani thì tạm được. Musiala được. Balak bố của bú. Tên này mà anh em còn chê. Không hiểu. Không hiểu là chê cái gì.
Vì hôm nay các ông hay chê cho nên là tôi chỉ phát quà một lần. Hôm nào anh em phải khen nhiều. Tấm lòng tôi được sưởi ấm. Lúc đấy tôi mới có nhiều kèo dự đoán cho anh em chứ. Mà ở đây toàn chê. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.